Chào các bạn đến với kênh Tony TV. Bữa nay quay clip gì anh Vinh? Quay clip hi hát karaoke đi. Yeah. Có thưởng gì không Vinh? Dĩ nhiên có thưởng rồi, thi nào mà chả có thưởng, chả có thưởng thì chả ai tham gia. Anh Vinh thi hát anh chấm điểm hay là máy chấm điểm vậy? Tôi có biết gì đâu, chấm điểm. Để cho máy nó chấm điểm. Hôm bữa mấy đứa có nhớ cái máy chấm điểm không? Hát càng lớn thì càng chấm nhiều điểm hơn. Sao lúc đó em hát muốn bể cổ họng mà cũng điểm nhỏ à? Hên xui thôi. Đứa nào hên thì điểm cao, chiến thắng. Đứa nào xui hát hay cũng điểm nhỏ. Thôi giờ đi hát karaoke đi. Đây. Bây giờ tụi mình đi hát karaoke rồi tới chỗ quay phim tiếp cho bạn coi. Cái người đang chở đó chính là cái thành viên mới của cái team của tôi. Chào các bạn. Chạy có 3 cây số à, mà chạy phải nghỉ mệt 2-3 lần. Em không có mệt nha, mấy anh chị này mệt không à. Mày hay quá, mày ngồi trên xe máy không à, mày dõi xuống đây mày đạp xe đạp nè. Giờ mấy em đổi chỗ cho nhau đi, hai này trước. Để con mình thằng nhỏ ngồi chở hoài. Dương, đổi chỗ cho tao mày. Dạ, đổi chỗ cho bạn đi. 5 minutes later. Đổi chỗ rồi nè anh Vinh ơi. Thôi đi vô hát không đi. Anh cho em cái phòng bự nhất, âm thanh hay nhất. Vô phòng ghê thiệt, phòng đẹp thiệt, có sân khấu ở đây nè, hồi nó tha hồ múa nha. Bọn mình đã đi tới cái chỗ karaoke kiếm được cái phòng VIP nhất, âm thanh bự nhất và cũng là hay nhất luôn rồi các bạn. Các bạn thấy cái không gian này như thế nào, mấy đứa cưng thấy như thế nào? Có lẽ có hoành tráng không? Hoành tráng. Chớp chớp trong mặt quá vậy. Thôi bây giờ hát luôn đi, còn chờ cái gì nữa. Chia nhóm với nhau đi, 50 người chia làm 5 cặp, mỗi cặp được hát 2 bài, mấy em tự bắt cặp với nhau. Rồi em bắt với ai? Em với anh đại ca Hành Nháo. Cưng bắt với anh là đúng rồi đó, anh hát hay dữ lắm. Em và anh Thanh sẽ chung cặp nha. Em với Tâm. Má ơi sao mày bữa con như vậy? Không phải từ bữa con đâu, chỉ là do ông quá nhỏ thôi. Em với Dương sẽ chung cặp nha. Ok. Thành Nháo hát bài đầu tiên bài gì? Bạc phận. Cái bài bạc phận này là bài gỗ của tao mà mày dám giành đấy áo. Bạc phận, nghe tên thôi thấy là thấy hết muốn có ghệ luôn. Đúng rồi, cái bài của thằng Jack với thằng Liam á. Biết chuẩn. Ok, chọn. Nhiều điểm vậy? Ủa? Sao có 70 điểm vậy? Cho hỏi hai em ở đây tiếp theo sẽ chọn bài gì hả? Em hát bài khúc quân hành. Hát mãi khúc quân hành. Trời đi. Chỉnh cho bạn đòi hoa mặt trời. Chọn. Rồi mày bấm cái gì đứng máy luôn hả Thành Nga? Cưng có biết nhắn không vậy? Trời ơi, Cưng không nhắn vô chữ phát lấy cái gì mà nó chạy. Rồi. Vô. Ủa, ta đòi hoa mặt trời mày nhắn cái gì phải thế thôi Lê Bảo Bình như vậy? Thank you.
88 điểm, cũng số khá cao. Và đội thứ tư tham gia với ca khúc tiếp theo là team của bạn Thư và bạn Ác Tim. Hai em sẽ chọn bài gì? Dạ, bài Để Cho Em Khóc. Nói lớn lên. Để Cho Em Khóc. Lớn lên. Để Cho Em Khóc. Bài Để Cho Em Ngủ. Để Cho Em Khóc Lóc. Em tự chọn. Mời em đi vệ sinh đi. Đi vệ sinh thì nó đi vệ sinh. Em hát bài gì? Tháng năm không quên. Tháng năm không quên. Vô. Cảm ơn bài hát tháng năm không quên của bạn Ngọc Anh Mai. Tới đội của thần áo, em sẽ hát bài gì? Đổ ta không đổ nàng. Đổ ta không đổ nàng. Cái bài này nữa, cái bài này em đi đâu em cũng nghe chứ, viết mà nhức cái lỗ tai luôn á. Enter vô đi, kệ nó cho em nó hát. Đủ rồi. Gió như là mây. Gió như là mây. Rồi rồi rồi, enter enter. Anh muốn chấm nhiều đó anh chấm đi. 50 điểm đi về chỗ đi cưng. Về học thuộc bài rồi mới hát nha. Đòi hát mà hôm nay không thuộc lời, hát không kịp, hát sai hết trơn à, mà cũng lên nữa. Bài gì nó lớn à? Hảo Nam gì? Hảo Nam Superstar. Hảo Nam Superstar. Ca sĩ mà không đẹp nội. Bài này hay lắm nè. Nhưng bài này mẹ em học á. Mẹ cứ biết bài này không? Dạ biết, mẹ em học hoài à. Oh,
Bạn phải đem lo cố bạn Giang trình bày mang về cho bạn 91 điểm. Gì kỳ vậy, sao không ra gì chơi mấy cha? Mấy anh này anh thua điểm người ta, bắt đầu cái ảnh buồn anh chết. Thôi em không bao giờ thắng, hát dở thua không à. Bây giờ ông hát bài giọng nó lẹ đi. Cuộc vui cô đơn. Cuộc vui cô đơn. Ủa cuộc vui cô đơn, cái tựa gì kỳ vậy? Cuộc vui mà nó sao nó cô đơn. Cái này em kìa. Chiến thắng trong cuộc thi lần này đó chính là đội của bạn Dương và bạn Giang với số điểm là 179 điểm. Và đội bạn Nhi là của đội Á Thanh và bạn Thư với số điểm 175 điểm. Hạng ba bọn em được một ly kem phải không? Hạng ba không có gì trơn á. 250.000. Ở đây có hai loại à, vani với sô cô la, dâu rồi thèm gì? Mấy sô cô la, mấy dâu, rồi nói với ông chủ rồi lấy tất cả vani hết đi chú ơi. Đây là quá trình đổ sữa vô để đặt lại thành kem nè mấy bạn. Sữa này mình pha gì chú? Sữa đấm với nước kìa. À sữa bột. Ăn đi. Thì sao? Ê nói nghe nè, hồi đó tới giờ có ăn kem nào ngon gì chưa? Chưa. Em ăn kem này hoài, ăn lúc nào cũng ngon. Còn em từ nhỏ tới lớn mới ăn được cái kem này á. Vệ sinh quá à. Hai bạn hạng nhì thì được phép ăn 5 cái kem nếu cưng ăn nổi. Kem rất là tuyệt vời đúng không? Ngon, ngon, ngon. Ngon thiệt. Cái bánh kem này là của phụ huynh của bạn Tân đem về đây tặng. Cả team cảm ơn cô đi. Cảm ơn cô. Ăn đi, lấy muỗng ăn đi. Ngon, béo quá. Thấy sao, hạng nhất sướng không? Sướng. Về nhà luyện giọng thêm đi nha. Ừ, nhường cho em Út nó uống với. Uống đi, cảm ơn chứ. Người ta nhường cho uống phải cảm ơn. Ừ, chia sẻ nhau uống đi. Trời ơi, cái ly này sao nhầm nhòi với anh Tân. Hết luôn 75.000 hả? Trả giá còn 57.000 được không? Bọn mình đã đi tới Cao Lãnh rồi nè các bạn. Anh ơi, anh nói mình lên đây mình bán vé số giúp người nghèo kìa. Đúng rồi. Dạ, đặng không bị tàn tật kìa, mình lại mua giúp ổng đi. Một ngày gì mình bán được nhiêu tờ vậy ông? 200 200 à. 10 tờ là 100.